Quý khán giả đang theo dõi chương trình Miền Tây Năng Động phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với vùng đất Bạc Liêu. Bạc Liêu ứng phó hiệu quả với hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô năm 2024. Nhiều mô hình hiệu quả mang lại lợi ích kép trong nuôi tôm tại Bạc Liêu. Cùng phóng viên miền Tây Năng Động trải nghiệm một ngày làm diêm dân trên cánh đồng muối có tuổi đời hơn 100 năm. Đồng bằng sông Cửu Long đang ở cao điểm mùa khô. Dự kiến thời gian tới, xâm nhập mặn càng trở nên gay gắt và khốc liệt. Bạc Liêu cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng này. Tuy nhiên, thời gian qua, thay vì tiếp tục chống chọi lại với thiên nhiên, nhiều người dân nơi đây đã chọn cách sống chung. Chuyển đổi sản xuất, đa dạng cây trồng, vật nuôi là cách nương theo quy luật tự nhiên để chủ động thích ứng, duy trì hiệu quả canh tác nông nghiệp. Nhiều năm trước, toàn bộ diện tích hơn 2 hectare đất này chỉ chuyên canh lúa. Thế nhưng, sau vụ mùa thất bát do khô hạn và xâm nhập mặn năm 2016, ông Phong quyết định chuyển sang trồng màu. Cho đến hiện tại, hiệu quả mang lại cao hơn hẳn so với trước. Khí hậu bây giờ nó không ổn định, người thấy xuống như ruộng này mình làm lại cây bắp, cây dưa hoặc là cây mướp, cây bí đao gì đó nó có hiệu quả cao lắm so với cây lúa. Nổi bật trong phong trào đưa màu xuống ruộng ở tỉnh Bạc Liêu là huyện Phước Long. Nông dân trong huyện đã chuyển đổi một số diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang thực hiện các mô hình trồng rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình này cũng đã góp phần giúp địa phương ứng phó tốt hơn với hạn hán và xâm nhập mặn. Cây màu trên cái nền đất lúa đó thì nó có nhiều cái lợi, chúng ta tiết kiệm được nước do cây màu chúng ta không phải bơm nước vào ruộng ngập như là cây lúa. Tận dụng nguồn rau cỏ sẵn có trong vườn để nuôi thỏ cũng đang là mô hình được không ít nông dân ở Bạc Liêu áp dụng để thích ứng với biến đổi khí hậu. Với 7 con thỏ giống giá chỉ hơn 3 triệu đồng, sau một năm nuôi có thể cho thu nhập 50 triệu đồng từ nguồn thỏ con và thỏ thịt. Tìm hiểu lên mạng, mình thấy cái mô hình này nó dễ nuôi là một. Hai nữa là cái vùng quê hương của mình là có đồ ăn cho nó, dễ kiếm. Ở vùng nước lợ ven biển Bạc Liêu, các mô hình sản xuất đa cây, đa con như lúa tôm cũng là giải pháp hiệu quả giúp nông dân ứng phó tốt với tình hình hạn hán xâm nhập mặn mùa khô. Đã nhiều năm nuôi tôm, nhưng đây là vụ đầu tiên ông Hào thu đến 500 kg tôm trên 1 hectare đất lúa. Tôm đạt cỡ 20 con một ký, chỉ sau 3 tháng thả nuôi. Kết quả này có được khi ông cùng hơn 300 thành viên hợp tác xã quyết tâm tham gia vào mô hình sản xuất tôm lúa thích ứng với biến đổi khí hậu. Như hiện nay thì cái tôm thì cái size của nó thì hàng 3, hàng 2. Thì đa số là lúc này là tôm nó tốt, không còn cái vấn đề cái gũi go nữa, bị nó làm như cái môi trường nó muốn cải tạo từng bước à. Riêng tỉnh Bạc Liêu thì xưa nay mô hình tôm lúa vẫn là mô hình thích ứng tốt nhất với các điều kiện về biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Cũng có rất nhiều mô hình tuy nhỏ lẻ nhưng mà cũng mang lại hiệu quả tốt, giống như mô hình trồng rau cần, trồng rau má, trồng bắp, vân vân. Mạnh dạn chuyển đổi cùng với tư duy sản xuất sáng tạo, đa phần các mô hình chuyển đổi đều nâng cao được giá trị cây trồng, ổn định hiệu quả canh tác. Việc chủ động thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn đã thật sự mở thêm cơ hội cho nông dân ngay trong điều kiện biến đổi khí hậu gay gắt như hiện nay. Hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra gay gắt, nhiều địa phương trong vùng đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ để ứng phó, mà đến nay tỉnh Bạc Liêu đã tránh được thiệt hại. Từ giữa năm ngoái, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai 3 kịch bản ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn. Ứng với mỗi kịch bản là các giải pháp điều tiết nước, lịch thời vụ sản xuất cụ thể. Nhờ sự chủ động ứng phó mà đến thời điểm này, hạn hán và xâm nhập mặn chưa ảnh hưởng đến sản xuất trong tỉnh. Ba kịch bản mà tỉnh Bạc Liêu đưa ra là hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô năm nay ít gay gắt hơn đợt hạn mặn lịch sử năm 2015-2016, cường độ tương đương và cuối cùng là thiên tai sẽ khốc liệt hơn cách nay 8 năm. Bạc Liêu đã xây dựng 3 kịch bản và chọn kịch bản 2. Trong quá trình triển khai thì đến giờ phút này cái trà lúa đông xuân cơ bản đáp ứng, đặc biệt là cái lịch trong quá trình điều phối dựa trên cái kinh quản lộ phù hiệp cho Âu Thuyền Ninh Quế thì vừa phục vụ nuôi tôm trong vụ trên vùng đất lúa tôm và vụ đông xuân đến nhiều phút này là thuận lợi, an toàn và đảm bảo được sản xuất. Cùng với kế hoạch sản xuất, tỉnh Bạc Liêu cũng triển khai nhiều giải pháp ứng phó như sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi, đắp đập tạm, triển khai các trạm bơm vào các tháng cao điểm hạn mặn, điều chỉnh lịch thời vụ xuống giống sớm hơn 15 ngày so với cùng kỳ nhiều năm.
có kế hoạch cụ thể điều tiết nước tại các cống ngăn mặn. Nhờ triển khai đồng loạt nhiều giải pháp mà đến thời điểm này, tỉnh Bạc Liêu vẫn đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất. Điều khó nhất trong nuôi thủy sản hiện nay, nhất là mô hình siêu thâm canh, không phải yếu tố kỹ thuật mà là môi trường. Nếu như mà không có các giải pháp phù hợp để quản lý chất thải thì rất dễ ô nhiễm ao nuôi, gây bệnh cho tôm cua. Tại Bạc Liêu thời gian qua, không ít cách làm hiệu quả đã được nông dân triển khai thành công. Nhiều mô hình đã mang lại lợi ích cả về kinh tế lẫn môi trường. Đây là mô hình lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời ngay trên những ao lắng, giống dùng để nuôi nước cho tôm. Đầu tư 32 tỷ đồng mỗi năm. Ông Nghĩa thu về 7 tỷ đồng tiền bán điện, bên cạnh 20 tỷ đồng doanh thu từ nuôi tôm. Mô hình kết hợp năng lượng mặt trời với nuôi tôm không chỉ góp phần giảm chi phí và phát thải CO2, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, hiện nay có khoảng 44 tổ chức và cá nhân có đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp với nuôi tôm trên diện tích khoảng 70 hectare. Trong cái điều kiện cái vùng ven ở ven biển này hiện nay điện đang thiếu. Do đó trong nuôi tôm thì nếu mà sử dụng được điện năng lượng mặt trời thì nó rất là tốt. Nó giảm được chi phí rất là nhiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đây là cái nguồn điện sạch. Cái mà sử dụng để phục vụ cho các cái hoạt động thì nó cũng có ý nghĩa về môi trường rất là lớn. Bên cạnh điện mặt trời, biogas cũng là giải pháp mang lại lợi ích kép trong nuôi tôm siêu thâm canh. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, nhiều nông dân ở Bạc Liêu áp dụng thêm mô hình biogas trong từng ao nuôi. Mỗi ngày, chất thải được thu gom qua hệ thống hút ở đáy ao và đưa về hố trữ. Nhờ đó, tôm nuôi phát triển ổn định. Hiệu quả nó rất cao, như là mình đang nuôi phải không? Mình thải ra vô mình đưa ra, mình đi ra ngoài. Hai cái thành lợi nhuận là cái một cái nhất là mình xài là về cho gia đình. Còn thứ hai nữa là nó ra ngoài môi trường nó không có ô nhiễm. Tỉnh Bạc Liêu có 134.000 hecta ao nuôi tôm. Ngành nông nghiệp thực hiện nhiều giải pháp để gia tăng hiệu quả kinh tế cho người nuôi, vừa bảo vệ môi trường, trong đó có sự đồng hành của các tổ chức quốc tế về tài chính và kỹ thuật. Điển hình như dự án chuyển đổi năng lượng từ nuôi thủy sản thông qua mô hình biogas. Đến nay, hình thành 21 nhóm năng lượng sạch với trên 500 thành viên. Đồng hành cùng với lại địa phương, cộng đồng và bà con, nông dân đang thực hiện các cái hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng như chăn nuôi để giúp cho họ có thể xử lý được những cái tác động về môi trường, xây dựng được cái khu vực chăn nuôi, khu vực nuôi trồng thủy sản bền vững, xây dựng thương hiệu. Đầu tư cái hệ thống ao nuôi cơ bản. Và khi họ vận hành có hệ thống biogas thì cái môi trường, cái nước trong khu vực nó tốt hơn nên là cái tỷ lệ thành công là hầu như là đạt rất là cao. Qua đánh giá là hiện nay là tỷ lệ thành công nuôi siêu thâm canh là trên 90%. Tổ chức Action F quốc tế tại Việt Nam cũng đang phối hợp với các đối tác của Hàn Quốc đi khảo sát thực tế để tiếp tục hỗ trợ người dân tỉnh Bạc Liêu qua mô hình này. Khi được triển khai, hàng ngàn người dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Vấn đề môi trường trong nuôi tôm cũng đang được các ngành, các cấp tỉnh Bạc Liêu đặt lên hàng đầu. Bên cạnh nhiều chính sách ưu đãi, tỉnh cũng có những quy định rõ ràng để giúp người nuôi tôm vừa phát triển sản xuất, vừa bảo vệ môi trường. Nuôi tôm công nghệ cao, cái sức đầu tư rất lớn. Mà ta khoảng là một ao tôm mà nuôi công nghệ cao khoảng 5 đến 10 tỷ đầu tư ban đầu. Qua đó thì chúng tôi đã tiếp cận được cái ngân hàng giải quyết được vấn đề vốn cho những người nuôi tôm. Và trong quá trình nuôi tôm công nghệ cao nó phát sinh nhiều vấn đề môi trường, nước xả thải của công nghệ cao. Thì vấn đề này Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quy định cụ thể, nếu như những hộ nào nuôi tôm công nghệ cao thì phải có đủ 3 yếu tố, một là nước, hai là về xả thải, ba về chất lượng nguồn nước. Thì đó thì khi mà xả thải ra thì phải đạt tiêu chuẩn và phải nước sạch, phải thải ra môi trường. Phải có đủ tiêu chuẩn về xả thải thì tôi mới cấp phép để mà nuôi tôm công nghệ cao. Về lâu dài, theo các chuyên gia kinh tế, nuôi tôm phát thải thấp sẽ gia tăng giá trị khi xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Việc nhân rộng mô hình này trong nuôi thủy sản không chỉ giúp nghề nuôi bền vững mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, đưa chỉ số phát thải về bằng không vào năm 2050 như cam kết của chính phủ với cộng đồng quốc tế. Bạc Liêu là một tỉnh ven biển của đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây được coi là thủ phủ muối khi là một trong những nơi có diện tích sản xuất muối lớn nhất cả nước. Với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, diêm dân Bạc Liêu đã tích lũy được những kỹ năng thực tế và kế thừa nghề làm muối độc đáo có 102. Hãy cùng phóng viên của chúng tôi trải nghiệm một ngày làm diêm dân trên cánh đồng muối huyện Đông Hải để hiểu rõ hơn về cái nghề bán mặt cho biển, bán lưng cho trời này. Để có những hạt muối trắng hồng, diêm dân phải trải qua quy trình khá vất vả, từ xử lý nền đất cho đến lấy nước, phơi nước.
dưới ánh nắng mặt trời, nước bắt đầu bay hơi, kết tủa. Với tình yêu nghề và bao công sức, hạt muối Bạc Liêu không mùi, không đắng chát, không lẫn tạp chất và có vị mặn đậm đà đã được kết tinh. Đây là một thúng muối, đây là một tô muối và đây là cánh đồng muối tại huyện Đông Hải của tỉnh Bạc Liêu, nơi cung ứng muối nguyên liệu lớn nhất của tỉnh. Chú qua đây rồi mình làm gì nữa chứ? Thì công nghệ đầu tiên là mình chuột muối ra, để bắt đầu là cho muối nó tan ra. Thì công nghệ thứ hai là mình chuột rồi sau bắt đầu nó tan là mình cháo lên đóng, cháo đóng muối gom đóng muối lên. Đó, công nghệ thứ hai. Giống cái này giống cào lúa phải không chú? Đúng rồi, cào lúa nhưng mà cái này cho gọn lên. Dạ. Cháu hạ cái tay hơi thấp chút. Rồi. Dạ. Rồi, cháu cũng làm cũng lớn đấy nhưng mà chưa quen thôi. Đấy, tô này tôi cào thấy không? Xài không? Đi chưa? Dạ. Xài không? Dạ. Đây nè. Không có dễ hả chú? Không phải dễ nhưng mà mình phải biết làm. Thấy không? Tôi gom một cái là sạch luôn. Vậy làm đi. Ít à? Rồi. À, cháu để cái tay nè, hơi thấp cái tay, cái phan tàng xuống. Mình hạ tay thấp, mình cầm cái dưới này, mình đè trên này. À, bắt đầu không dùng được. Rồi, cháu kéo đi. Thấy không? Thấy không? À đây, ok chưa? À. Thì cái nòng muối, nó thứ nhất thì cái đen ra. Thứ hai là cực. Nắng nhiều là muối nhiều, là muối nhiều thì mình có tiền nhiều. Một trong những động lực lớn để người dân địa phương gìn giữ truyền thống này chính là việc muối ăn Bạc Liêu được công nhận nhãn hiệu quốc gia bảo hộ chỉ dẫn địa lý vào năm 2013. Và năm 2020, nghề làm muối của Bạc Liêu được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay thì Bạc Liêu cũng đang là xúc tiến cũng như là tạo điều kiện hỗ trợ làm sao mà để nâng cao giá trị cái ngành hàng muối này. Thì bên cạnh đó thì ngành nông nghiệp cũng có một cái đề án phát triển du lịch rừng sinh thái, rừng đặc dụng ven biển gắn với các cái du lịch nông thôn và trong đó là những cánh đồng muối. Thì chúng tôi cũng hy vọng là qua những cái chương trình mà hỗ trợ từ trung ương rồi các chương trình từ địa phương thì chúng tôi sẽ nâng dần cái giá trị sản lượng. Hiện tại thì chúng ta không những là muối để phục vụ cho ăn uống mà sau này chúng ta sẽ nâng dần lên các loại hình là du lịch trải nghiệm, rồi du lịch cộng đồng, rồi các mặt hàng khác như là muối sức khỏe. Nếu mà kết hợp giữa du lịch thì diêm dân đây người ta rất là mừng. Mình đúng là cũng rất là nhiều người ta muốn làm cái công việc này lắm, nhưng mà bây giờ còn thiếu thốn đủ thứ hết. Thứ nhất là cái cách thức làm là người diêm dân người ta chưa tiếp cận được bao nhiêu. Cái thứ hai là đồng vốn. Nếu như mà có mà kết hợp được hai cái này á, thì cái lợi nhuận của diêm dân sẽ được tăng lên và người ta sẽ rất là vui mừng. Muối Bạc Liêu không chỉ là đặc sản ẩm thực mà còn là nét văn hóa của cư dân vùng biển Bạc Liêu. Và ngày hôm nay khi mà được đến đây trải nghiệm cùng với bà con, Huy Huyên càng cảm thấy trân quý hơn những hạt muối. Những hạt muối vô cùng nhỏ thôi nhưng là bao nhiêu công sức và mồ hôi của bà con. Và nếu như mà có dịp về với Bạc Liêu, quý khán giả hãy đến cánh đồng muối để trải nghiệm nhé. Những trải nghiệm vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Miền Tây Năng Động hôm nay. Các câu chuyện thú vị, điểm đến hấp dẫn, ẩm thực độc đáo của quê hương Bạc Liêu và các địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ còn được chúng tôi chuyển đến quý khán giả trong các chương trình Miền Tây Năng Động tiếp theo. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!